Số 1 ạ. Đây này là chữ thờ, cái trường hợp chữ thờ này nó rất là hay thi luôn ấy, cho nên là mình ở những cái trường hợp chữ thờ này mình bị sai thì mình cố gắng để ý vào. Cái gì con? Nào, cái phần chuyên đề số 2 mấy của mình ấy là toàn ngữ âm trong âm ấy, có đây, đống này. Nào. Chữ thờ thì mình sẽ có hai chữ TH thì mình sẽ có hai cái cách, một là đấy. Thì khi mà mình đọc giống như kiểu chữ thờ trong tiếng Việt của mình ấy, thì nó chính là cái phụ âm vô thanh kia. Còn khi mình đọc nó là giờ thì nó sẽ là cái chữ thứ hai kia kìa. Đấy, để cho các bạn biết phân biệt nó là cái gì. Thế cái từ đầu tiên thì chúng ta sẽ đọc là gì đây cả lớp? À, chúng ta sẽ đọc là with. Tối hôm qua là có hình như là có mấy anh lớp A2 cũng nhà làm with thì nó sẽ âm thờ. Từ hai là từ breathe. Đó. Vâng. Và số 3 là striver và thinker. Đáp án sẽ là baby ạ. Baby ạ. Đi nha. Tiếp này, y thì chỉ có thể là y và là ai thôi. Thì từ đầu tiên mình sẽ đọc là income. Từ thứ hai mình sẽ đọc là gì? Design, dolphin và disease. Vậy là sẽ là đáp án baby. Tiếp, câu số 3 là về trọng âm. Từ thứ nhất của chúng ta đó là gì đi ạ? Equal. Âm số 1. Equal. Âm 1. Không bao giờ rơi vào chữ AL nhá, vì nó là đuôi rồi. Tiếp, angry âm 1, pleasant âm 1 và ple vẫn đọc là ple âm 1 thôi. Và afraid đúng không? Âm số 2, đáp án đi. Đánh trọng âm sai mà vẫn đúng nhỉ. Thế là người ta bảo chẳng may tôi nói được câu đằng sau. Là sai đúng không? Đúng là mình sai đúng không? Số 4 này, integrate. Có đuôi ATE thì rơi vào âm thứ ba, tính từ cuối đường ngược lại và thì integrate âm 1. Thì vậy unify có đuôi phi cũng rơi vào âm thứ ba, tính từ cuối đường ngược lại u âm 1. Diagnose và từ diet âm 1. Được chưa? Và demolish và từ most âm số 2. Thì vậy đáp án sẽ là đáp án daddy. Rồi tiếp. Số 5. Số 5 ở đây của chúng ta là rút gọn mệnh đề phụ quan hệ. Thì các bạn thấy là chúng ta có từ have a set là động từ rồi. Chúng ta cần rút gọn. Mọi người mà sở hữu cái smartphone là mang tính chất chủ động. Trên câu này nó sẽ là owning. Đáp án đây. Tiếp này, câu số 6 mình có từ ra này chắc chắn nó phải là more rồi. Đáp án sẽ là đáp án dead đi. Câu này giống như kiểu mấy câu cho không để cho cái mấy bọn nó tốt nghiệp. Kiểu kiểu như vậy. Bao giờ cũng là, thực ra là cái điểm mà đến được cái 5 điểm là để cho bọn nó tốt nghiệp thì nó sẽ rất là dễ. Kiến thức cái kiểu kiểu nó cơ bản như thế này. Chứ không thể chúng triệt hết tốt nghiệp. Đúng không? Tiếp, câu số 17, will, tương lai thì sẽ đi hiện tại. Đáp án sẽ là đáp án đây. Anxious, lo lắng giới từ ơ ba. Sai à? Sai à? Đoán nó bị hâm đấy con. Everyone thì đổi thành dây đúng không ạ? Và Ken thì đổi thành gì ạ? Can't, đúng không? Đáp án gì? Baby. Cũng này mà sai thì thôi đấy đúng không? Cũng sai à? Tiếp này, có một vài German là một vài người gì đấy ạ? Người Đức đúng không ạ? Vâng, ở đây chúng ta cái kiến thức về mạo từ. Như vậy là có một vài người Đức và có một vài người Anh thì trông cũng khá là tương tự nhau. Thế nhưng mà giữa những người họ ấy, ở đây xin lỗi đây là phong cách của nó nhỉ. Phong cách quản lý của người Đức và người Anh là tương tự nhau, nhưng mà giữa chúng thì vẫn có những điểm khác biệt. Thì người ta nói là những điểm khác biệt là vậy, những điểm khác biệt thì đa số nhiều không thể là ơn được. Thì bây giờ chỉ có B và C thôi. Nhưng mà người ta không nói rõ là điểm khác biệt nó là cái gì. Cho nên là rỗng. No article. Tiếp. Theory ở đây của chúng ta là lý thuyết. Viết cho bạn nhé. Fame là sự nổi tiếng. Sau này chúng mày qua sao không ngồi cạnh thằng Đạt hay của thằng Đạt của mình ấy. Đó. Reaction là phản ứng. Hình như hôm nào cũng ngồi một mình nhà Đạt nhỉ. Phản ứng á. Và lesson là bài học. Thế câu này là nghiên cứu này dường như đã đưa ra một số giá trị cho giả thuyết, cho lý thuyết rằng thuốc này có thể gây ung thư. Câu này sẽ là đáp án A. Thì đấy, tinh. Biểu hiện thế là sao? Hôm nay là một cũng mới làm à? À ừ nhỉ. À, ừ nhỉ. 11 à.
Ừ, tiếp. Cái này là kiến thức về cụm động từ, là pull out là kéo ra, lôi ra. Nhưng mà thằng Long Đỗ với Duy toàn đi vào cái giờ tối thôi. Kéo ra, lôi ra. Get over là vượt qua. Take over là gì? Đảm nhiệm, là tiếp quản. Và take off là cất cánh hoặc là cởi đồ, đúng không? Thế câu này là gì? Giám đốc điều hành mới sẽ có kế hoạch làm sao nhỉ? Tiếp quản công ty, đúng không ạ? Vâng, đó sẽ là C, take over. Câu 13 cũng là câu cho không cho mấy bọn để đỗ tốt nghiệp đây. Decide to work. Đáp án đây. Quyết định làm gì? Câu này mà sai nữa thì thôi cũng gọi là lên từ phê. Câu 13, câu 12 đến 13 đến nào sai thì thôi đấy nhá. Tiếp 14 này, đây là một thành ngữ các con ạ. Nhá, làm phiền ai? Thứ nhất là ở đây chúng ta có từ hair với nerve với lại mouth với lại book gì. Nói chung là nếu mà dịch nghĩa thì nó không thể nào mà các bạn chọn được đáp án. Những đứa trẻ đang thực sự làm phiền tôi. Nói với chúng đi và chơi bên ngoài đi. Hair. Get in one's hair. Get in one's hair. Và No thì messy mà. Hai thằng này bằng nghĩa nhau, nhưng mà thằng là in và thằng là on. Ê, nó bị quái chứ. Viết vào đây để cho các bạn về xem lại. Ê. Hả? Làm phiền ai? Tiếp nào. Đáp án A. Câu số 15. À, đây là đang kể về cái sự kiện là ông Newton, ông ngồi dưới gốc táo, đúng không? Vâng. Và tự nhiên thì bị cái gì ạ? Bị quả táo nó sao nhỉ? Nó rung vào đầu, đúng không? Tức là hành động đang xảy ra, hành động khác gì? Chen vào. Isaac Newton đang ngồi dưới gốc cây táo thì bị một quả rơi trúng đầu, đúng không? Đáp án sẽ là baby, quá khứ tiếp diễn. Tiếp ạ. Câu số 16, đây là kiến thức về collocation, cụm từ cố định. Họ đến đây để thể hiện cái lòng tôn trọng cuối cùng đối với những người đã chết vì đại dịch COVID. Pay, pay, pay respect to somebody. Pay last respect. Pay last nha. Để cho bạn rồi. Pay one last respect. Từ này của chúng ta, mình dịch, mình không dịch là thể hiện sự tôn trọng cuối cùng, mà mình dịch là đi phúng viếng ai. Đúng là sự tôn trọng cuối cùng là gì? Phúng viếng ai? Số 17 này. Peter thì đang đi bộ một cách rất là vui vẻ và hy vọng rằng là như thế nào. À, câu này là gì? Đang đi dạo vui vẻ với hy vọng rằng anh ấy sẽ được bạn gái mời đến bữa tiệc. Anh ấy sẽ được, đúng không? Thế được nó phải bị động, đáp án sẽ là đẹp đi. Câu số 18 của chúng ta đây là kiến thức về từ loại. Mình có từ temperature variation, nó là danh từ. Thì mình cần từ loại là một tính từ, và tính từ chúng ta sẽ là global tính từ. Globally là trạng từ, global là tính từ này, globally là trạng từ, và localize của chúng ta là động từ. Đáp án đi là danh từ. Đáp án đây nhá. Câu số 19 này, công ty này đã offer hả? 18A con. Công ty này đã đưa ra phần thưởng 10.000 bảng Anh cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ những tên cướp. Award là giải thưởng.
Giải thưởng đây là giải thưởng từ những quyết định chính thức, ví dụ như là những cái giải như kiểu của Nobel hoặc là những cái giải thưởng lớn ở trên truyền hình ấy, thì nó là award. Giải thưởng. Được chưa? Tiếp, reward là phần thưởng. Phần thưởng tức là như nào đây cả lớp? Phần thưởng là bao gồm có cả thể là tiền đúng không? Yes, reward là phần thưởng. Prize là giải thưởng cho cuộc thi. Và present là quà. Vậy đáp án là gì? Trao phần thưởng cho ai thì phải là gì? Ok, chính xác. Đoán B con. Số 20 ạ. Đây là tình huống giao tiếp nhá. Ô 19 ngoài đúng không này không? Ô 19 đây ngoài đúng không? Ok. Tiếp nào. Những cái đề minh họa này trong bộ đề minh họa mình đã được làm thì mình không quá chắc là nó trúng tới 70-80% tất cả những câu nó có mặt trong bộ đề của mình. Nhưng mà phần lớn nó sẽ có rất là nhiều những câu mà nó dạng kiểu nên là tương tự như vậy. Mình sẽ cố gắng mình trước khi ngủ thì mình cố gắng xem lại những cái bài những cái đề minh họa đã chưa. Được chưa? Thì chắc chắn là cái sự chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp. Trước khi đi ngủ thì cố gắng dành ra không cần 1 tiếng, cần 30 phút. Mình xem là những đề minh họa đã chưa, mà mình nhớ là mình đang xem đến đề bao nhiêu rồi. Cố gắng để xem lại các đề nha. Nào. The hotel receptionist đây là cái người mà gọi là đứng ở quầy khách sạn này ạ. Thì người ta đang yêu cầu vị khách hàng tên của họ là gì? Cậu gì nhỉ? Thưa ngài, ngài có thể nói cho tôi biết tên của ngài lại một lần nữa là gì được không? Thì khi người ta nói là gì nhỉ? Tên thì phải là tên rồi đúng không? Đáp án đi. Tự nhiên lại bảo là tao không nhớ. Thì như thế không nhớ tên mình. Tại sao tao phải nói? Why do I have to? Tao có thể nói nó như nào bây giờ? Tiếp. Nam và tutor. Tutor là người kiểu như là trợ giảng của mình đang nói chuyện về cái kỳ thi đầu vào và trường cấp 3 đúng không? Tôi nghĩ là gì đấy ạ? Nó không quá là cần thiết để yêu cầu học sinh là phải tham gia vào gọi là 4 cái môn thi trong kỳ thi này đâu. Người kia nói như thế nào? Và nó sẽ tạo nên những cái áp lực không cần thiết. Như vậy có nghĩa là người này thể hiện sự đồng gì? Đồng ý. Đúng không ạ? Thể hiện sự đồng ý. Đáp án đây là tôi không chắc đâu. Đáp án B là đó không phải là gì nhỉ? Sự thật. Đáp án D các bạn nhớ câu này không? You can say that again. Câu này có nghĩa là gì đấy ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý. Cái câu này mình học trong phần collocation rồi. Đúng không? Trong phần topic agree disagree rồi. Nha. Đáp án C. Mình có thể sai những câu bài đọc. Nhưng mình không thể sai những câu thuộc về English communication, về tiếng Anh giao tiếp được. Thì mình nó quá là dễ rồi. Đừng có để sai những câu này nhá. Nào, tiếp 22 và 23 thì là từ trái nghĩa trước. Mình có từ privilege. Có biết cô đây ạ? Privilege ở đây, what does it mean? Có nghĩa là gì ạ? Là đặc quyền, là đặc ân. Tức là những cái gì mà mình được lợi thế hơn người khác, đúng không? Đặc quyền và đặc ân. Thế thì một cái là đặc quyền thì một cái nó phải là hạn chế, đúng không? Hạn chế là từ nào? Đúng rồi, chính xác. Mình có advantage là thuận lợi này. Flexibility là cái tính linh hoạt, đúng không? Restriction là sự giới hạn rồi. Và protection là sự bảo thế nào mình có thể cho cái nó tối bật để cắm điện, đứa nào ngồi dưới cùng người đây? Dương à? Mày không thấy tối à Dương? Thế nào mình hôm nay mình sao mình cảm giác như trong cái không khí là bọn cái u ám. Toán mày cắm một cái điện vào cái khổ quá, cái Dương mà cắm điện vào cắm sao? Nhìn nó tối mò, tôi mắm là mắt cô thì nó cận đấy, xong là kiểu cảm giác như là cứ u ám kiểu gì. Sao Dương này ngồi chui tận dưới vậy con? Không hiểu tại sao nhỉ, mình ưu tiên nó thay cái chứ là chết rồi, mấy kia đỗ đại học xong là top 1 rồi sao lại vào đây là phải khao có thủy cái gì à? Làm cái deal nhá. Rồi tiếp số 23 này. 23 nhá. Cái gì đây, nói cái gì đây? Người nó nói cái gì đây? 23 này. Trong những ngày đầu thì living là sống này, hen là tay, mouth là miệng. Thế các bạn ngầm ngầm hiểu cái ý câu này là cái gì? Tức là sống chật vật, sống rất là khổ luôn đấy, kiểu như vậy, sống chật vật. Thì kiểu như là khi mà mình đúng rồi, đúng rồi, chính xác đấy. Nghĩa là mình kiểu loại trừ đi thôi, nhiều khi mình không biết nhiều.
thể loại thôi. Đây nhá, có câu thứ nhất là, có nghĩa là mình hiểu cái này, trong những ngày và những tuần đầu tiên thì đó thật sự là môi là lúc mà sống rất là khổ sở, đúng không? Thì bây giờ thì mình có là tiết kiệm tiền này, A tiết kiệm tiền này, B là tiêu tiền này, C là gửi tiền này, và D là gì, mất tiền này. Đấy, đáp án sao, đáp án B, tiêu rất nhiều tiền. Toán hack đấy, đừng đùa. Toán đúng không? Tờ do hai từ. Không, cô nghĩ là nhiều khi cái sự thông minh loại trừ các bạn cũng là một cách rất là hay đấy. Tiếp. À, mấy đứa kia đang nói cái gì đấy? Số 24 ạ. Determinant. Bình thường cái từ determine của chúng ta là quyết tâm. Là quyết tâm. Được chưa? Và đây mình có từ determinant là yếu tố quyết định. Một nghiên cứu cho thấy béo phì ở trẻ em đi học có một số yếu tố quyết định phức tạp và được thúc đẩy bởi hình thành thói quen. Thì yếu tố đâu là yếu tố? Chính xác, factors. Mình có từ types là loại ạ. À. Factors là nhân tố, là yếu tố ạ. À. Idea là ý tưởng và ways là cách thức ạ. À. Đáp án baby. Tiếp ạ, à, câu số 25. Apprehensive, ở đây là lo sợ. Apprehensive là lo sợ, là lo lắng nha, lo sợ, lo lắng. Mặc dù đã có sự chuẩn bị và kinh nghiệm dày dặn nhưng cô ấy vẫn cảm thấy lo lắng trước cái buổi phỏng vấn xin việc. Thì ví dụ như là các bạn mà không biết hết kia bạn hử, mặc dù cái gì mà chuẩn bị với kinh nghiệm cô ấy vẫn như nào trước buổi phỏng vấn, đúng không? Thì mình mới hiểu được nó phải lo lắng thôi. Và là gì? A answer. Mình có từ passionate, ở đây là đam mê, đê mê. Ai à? Over confident là gì đấy ạ? Là tự tin, quá tự tin. Các bạn ơi, các bạn, cái phấn cái việc của các bạn nhầm dễ đồng nghĩa và tránh nghĩa là không thể chấp nhận. Nói thật luôn đấy. Over confident là quá tự tin và excited đây là háo hức. Tạm ơn đây. Câu số 26. Cả lớp gạch chân một tiếng are not allowed, không được phép. Không được phép sẽ là must didn't. Chắc chắn luôn là must didn't. Gạch cái từ đấy vào, gạch cái từ are not allowed và xong bằng với từ must didn't ở bên dưới vào. Tiếp này. Đây là cái câu bắt đầu từ cái đề này nó sẽ khác. Cả lớp nhớ mấy cái đề trước là toàn last đúng không? Đề này nó là start rồi đúng không? Tôi nói chung là như này nhá. Last thì sẽ là hiện tại hoàn thành phủ định. Còn start thì sẽ là hiện tại hoàn thành khẳng định. Thế thôi. Thế câu này sẽ là đáp án gì đây cả Lâm? Chắc chắn là đáp án A rồi. Không phải sai được. Ông nào mà sai câu này nữa thì thôi. Lại là nỗi buồn của năm. How many books là chủ ngữ này? Sau đó bảo bao nhiêu, bao giờ phải từ đầu hỏi sẽ đến chủ ngữ là ai? Đúng chưa? Sau đấy động từ. Thì bây giờ có be và đi thì chắc chắn là quá khứ phải đổi thành quá khứ hoàn thành rồi. Đáp án đen đi ạ. Thì đấy mấy đứa kia con gái, mấy đứa con gái cứ xốn xao cái gì đây, xuyến sang cái gì đây, cái gì nhỉ, chưa bao giờ sao tiếng Việt giờ có chán thế, xuống xao xuyến, thôi bỏ qua đi, có mấy cái từ đấy thì xôn xao. Ừ đúng rồi, chán kiểu bị bây giờ bị kiểu bị tẩu hỏa nhập ma với tiếng Anh rồi đấy cả lớp. Lúc bởi vì lúc nãy cô vừa dạy bọn IELTS xong ấy là cô chữa bài đọc full toàn mấy cái bài báo vài trang một tiếng Anh xong rồi bây giờ cũng bị nhịn nào nhá. Cả lớp vậy, ui dồi ôi, cái từ này. Bản lĩnh của anh ấy khiến tôi tin rằng mặc dù anh ấy chỉ là một người quen làm ăn của tôi thôi. Cả lớp ở đây là bản tính chứ không phải là nhiệt độ của anh ấy. Cho nên là, nói chung là kể cả các bạn, ví dụ như các bạn không biết cái từ đấy đúng không, thì bạn đọc buồn cười rồi. Cái temperature là nhiệt độ và là tem. Temperament. Để cần phải biết, cần gì biết sửa đúng không? Temperament, đây là tính khí nhá, là bản tính nhá. Tính khí là bản tính ạ. Temperament. Tính khí là bản tính ạ. Nhớ rằng toán tay khỏe lau vô cái bảng nhé. không, tí nữa, Để nó đứng ngoài. không tí nữa cô lấy nước nước ấy, nước nước để lau qua bằng khăn ướt cho nó sạch hẳn cái bảng ấy.
Và nó khỏe với nó mới khỏe, nó mới lau được sạch cái cô tay cô, giờ cô yếu lắm. Số 30 này. Câu 30 này xài đâu cả lớp? Usually mà lại là us. Vâng, ta biết. Cái gì đấy? Cái bọn này làm sao đấy thứ? Mình ngáo hả con? Andy và Lucy là mấy người? Hai người, thế dùng hơn. Vâng, dè đúng không? Chính xác. Từ với lại Huyền bị ngáo rồi đấy cả lớp. Nào tiếp, câu số 32 chắc lại bàn nhau làm cái gì đúng không? Once là hiện tại. Is cũng là hiện tại. Thì rõ ràng là câu điều kiện phải là loại 2. Loại 2 thì cả hai vế là quá khứ. Câu A sai. Câu A sai vì câu A nó là cái câu gì đấy cả lớp? Là câu điều kiện hỗn gì nhỉ? Hỗn hợp. Các bạn nhìn thấy chưa? Một vế là của loại 3 và một vế là của loại gì? Loại 2. Đúng chưa? Câu B sai tiếp. Câu B sai vì sao? Vì câu này lại viết thành câu điều kiện là một rồi. Đúng không? Câu C và câu D. Thì sự khác biệt giữa câu C và câu D là nó ở hai vế. Thế trên đề bài nhá, là bố tôi là bị gọi là ngập đầu trong công việc, chứ không phải là bố tôi bị chôn tuyết trong công việc đâu nhá. Snow under cái gì là nhớ cụm từ này không? Đây là ngập đầu, ngập cổ trong công việc. Thế thì đề bài nó là khẳng định, thì bên dưới nó phải là phủ định. Đáp án C. Wow. Sai à? Lại sai đúng không? Tiếp. Người phụ nữ không được phép mặc váy ngắn khi mà bước chân vào đền. Đúng không? Và không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào. Đúng không? Thế mà bọn nó vẫn mặc bình thường cả lớp. Câu này là chúng ta hiểu nó là kiến thức về trường hợp đảo ngữ. Thứ nhất, không có trường hợp ngoại lệ nào cả. Thì nó chính bằng cái từ đó chính là gì? Under no circumstances. Dưới, tức là không có một trường hợp under no circumstances trong mọi trường hợp. Thì phụ nữ đều không được phép, vì có từ no đằng trước thì mà, vì là không. Không được phép mặc váy ngắn khi vào ngôi đền này. Còn at no time mà sai nghĩa, at no time mà không bao giờ, đúng không? On no occasion là không có dịp nào. Đương nhiên là chỉ có gì? Under no circumstances. Cho dù cái điều kiện nào chẳng hạn đấy nhá, cái đề này nó có sự khác biệt nhá. Mọi cái đề trước thì mình đều dùng hardly với when này đúng không? No sooner ra là đề này đã sang under no circumstances rồi nhá. Chú ý vào. Hả? Số 34 này. Ừ thì nó sẽ phải đảo đi đảo lại nhiều cái. Biết mình biết rồi. Biết thừa là câu đấy sẽ là câu đảo ngữ rồi. Nào ở đây chúng ta có từ hours. Khi có chữ gì thì nó sẽ phải là đếm được. Mà đếm được thì chắc chắn là little không chơi rồi. Và much không chơi rồi. Bây giờ tôi chỉ còn few của many thôi, thì công sẽ phải dịch nghĩa. Ngày hôm nay thì trẻ con dành 300 nhân chấm giờ để tương tác với các nền tảng xã hội. Nhiều đúng không? Không phải dành một vài được. Many. Khi mà làm bài thì các bạn phải nhớ nhé, các bạn đầu tiên các bạn xét mặt ngữ pháp trước, sau đó với loại nhé, đừng có dịch luôn, đừng có cắm đầu không cổ dịch luôn. Tiếp nào, 35 đấy là kiến thức về connection, cầu nối. Therefore là bởi vì thế cho nên. Moreover là hơn nữa. However là tuy nhiên. Đúng không? Và otherwise là kẻo không thì. Thì bắt buộc, cái dạng liên từ này thì phải dịch cái câu đằng trước, thì mới có sự kết nối với câu đằng sau mới biết được. Không thể nào câu này phải dựa ngữ pháp được. Nào, they also feel, họ cũng cảm thấy chịu áp lực khi mà phải duy trì một hình ảnh đặc biệt để chỉ ra cái phong cách sống của họ nó được, nó thú vị như thế nào. Chấm chấm chấm. Có một sự gì nhỉ? Tập trung cao độ về cuộc sống xã hội và họ đánh giá về những cái kỳ nghỉ và những thứ mọi thích. Tức là nhá, họ áp lực khi mà cố gắng phải duy trì cái hình ảnh phong cách sống của mình như nào. Bởi vì thế cho nên họ luôn cố gắng tập trung vào cuộc sống như sao. Đúng không? Thì bởi vì là mình muốn muốn là như là mình phải giữ hình ảnh của mình, cho nên lúc nào mình cũng phải cố gắng là theo được kịp trend như thế nào kia, cho nên sẽ là therefore, bởi vì thế cho nên. Lại xài đấy, lại đập đầu đấy, bắt đầu có đôi mấy đứa đập đầu đấy. Câu số 36 là kiến thức về đại từ quan hệ. Thì ở đây các bạn thấy trước chỗ trống là environment, nó là môi trường, nhưng các bạn phải cẩn thận, nó có thể là which, có thể là where. Thì muốn biết là cái gì thì nhìn ở vế đằng sau. Vế đằng sau là gì? Sống trong một môi trường thì phải là ở đó con người liên lạc với nhau, nó phải là where chứ không phải là cái đó đâu, đúng không? Sống là sống ở đó. Tiếp. Vâng ạ. À, không where thì là gì ạ? Rồi ôi nhìn xong chưa chưa gì mà quýt luôn à. À số 37 ạ. Display là trưng bày, highlight là làm nổi bật lên, demonstrate là chứng minh và present là trình bày.
Một cuộc khảo sát đã chấm chấm chấm. Cái việc không thể nào tắt máy và bỏ đi đã làm tăng cái căng thẳng cho trẻ em như thế nào? Vậy một cuộc khảo sát đã nhấn mạnh cái việc là trẻ con nó không thể tắt máy và bỏ đi đâu được, đúng không? Vâng, highlight. Lại cười. Câu 38. Assess là tiếp cận. Development là sự phát triển. Advance là sự tiến bộ. Và approach là đến gần. Nếu như khả năng tiếp cận công nghệ bị hạn chế thì sẽ giảm đáng kể cái độ căng thẳng cho những người trẻ tuổi. Như vậy câu này sẽ là assess. Đáp án này. Nào. Bài này nói về cái gì đây cả lớp? In a word, trong trên thế giới với cái việc tăng của nồng độ carbon ở trong không khí thì có một vài cái người ta đã tìm ra ngụ ý nói rằng khi mà thời tiết ấm hơn hoặc là những cái mùa mà nó kéo dài lâu hơn thì nó sẽ không cho phép tất một số cái loại cây ô trong vùng ôn đới để có thể thì hấp thụ cái lượng CO2 nhiều hơn. Và một số những cái kiểu mẫu nghiên cứu đã được tiên đoán gợi ý rằng là trước năm 2100 khi mà những cái mùa trồng cây này đúng không, nó thì được trông đợi là nó sẽ kéo dài giữa khoảng 22 và 34 ngày và những cái lá đúng không, nó sẽ bị rơi từ cây giữa khoảng từ 3 đến 6 ngày sớm hơn so với là thì cái đây là nó đang nói về cái việc là sự thay đổi của khí hậu, các kiểu mẫu khí hậu nó như thế nào. Và tiếp này, cái câu đầu tiên của đoạn số 2, khi mà các bạn làm bài thì bao giờ các bạn phải đọc qua những cái câu đầu tiên để các bạn xem qua nó là cái gì trước. Chúng ta không 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 thể nào mà cắm đầu cắm cổ và làm luôn bài đâu nhá, bởi vì bao giờ cái câu đầu tiên nó sẽ là câu ý chính, cho nên là sẽ phải chú ý cả. Cái câu thứ hai ạ, câu thứ hai của đoạn số 2 nó sẽ là câu đầu tiên thì bao giờ nó cũng là nghĩa của cái đoạn đấy đúng không? Câu này có nghĩa là gì đấy cả lớp? Đọc đi xem nào, ý nghĩa là gì? Lan. Cái gì đấy? Mày đọc cái gì đấy con? Mày đang đọc cái gì đấy? Đọc lại sao? Chẳng nghe gì cả. Implication là ngụ ý ạ. Rồi, có một vài cái ngụ ý, một vài cái rút ra quan trọng cho những cái kiểu mẫu về sự thay đổi khí hậu. Nếu chúng ta chấp nhận được số lượng CO2 được hấp thụ bởi một số cái cây đặc biệt ở trong cái đất nước nhà thì nhà ôn đới này thì giống như là UK thì nó sẽ vẫn còn giống như mọi năm. Bất chấp là những cái mùa nó phát triển như thế nào. Đoạn 3 là tất cả những cái plant, tức là những cái cây thực vật này nó không bị giới hạn bởi số lượng của nitơ có sẵn và nó có thể được trồng lâu hơn ở trong điều kiện thời tiết ấm hơn. Và cuối cùng là but on the upside, tức là trên một mặt khác thì với prospect là những cái triển vọng của một vài loại cây có thể bị mất lá sớm hơn. Mất lá mà vào mùa này. Mùa đông. Lá là bắt đầu rơi vào mùa gì? Mùa thu. Ôi dồi ôi, kiến thức ơi là kiến. Chán cái cuộc đời đấy, ông nhìn cái câu 39 một loạt đáp án liên quan đến mùa thu của không à, tôi chết rồi. Mùa thu và mùa trồng trọt, câu B là mùa trồng trọt ở Vương quốc Anh, câu C là gì nhỉ, tức là cái mùa thu nó đến sớm, và câu D là những cái gì nhỉ, nitơ từ không khí. Thế các bạn cho đáp án là gì? Câu này các bạn phải thật tỉnh nhá thì nó mới ra được nhá, thật tỉnh nhá. Tại sao nghĩ là C? Người ta nói là gì? Cái lượng lá thì trên cây nó thì nó rơi xuống sớm hơn đúng không? Vâng, và cái lượng CO2 nó sẽ tăng nhanh hơn vân vân. Điều duy nhất là tăng cái khả cây áp thu carbon này. Sau đó người ta nói tiếp là gì nhỉ? Những cái lá cây này cùng thời điểm đó nó nhờ ánh sáng và nhiệt độ thì nó sẽ như thế nào? Thế tóm lại là lá cây rụng sớm, tức là sắc thu đến sớm ạ. Đáp án C ạ. Bài này dễ nhưng không phải là dễ đâu. Chẳng ai nghĩ được là màu màu của mùa thu đến sớm. Màu ở đây không phải là màu nghĩa đen mà là sắc thu ấy. Cái sự đặc điểm tiếp, căn cứ đoạn văn thì carbon và carbon dioxide ở trong không khí nó như thế nào? Giảm. Thứ nhất là decreasing, giảm. Cái thứ hai là không thể được hấp thụ nhiều hơn, đúng không ạ? Bởi tất cả những cái nhỉ, những cái loại cây ở cái vùng ôn đới này. Temperate là ôn đới nha các con. Câu C là nó sẽ tăng chậm hơn so với dự kiến trước đó.
và cô đi là không thể hấp thụ được bằng cách tăng khả năng của cây. Cả lớp tìm cho cô thông tin ở đoạn nào? Đoạn một luôn á, đúng rồi. Chỗ nào đây cả lớp? Ngay từ inner world đúng không? Trên thế giới increasing level of carbon đúng không? In the atmosphere. Người ta nói rằng the longer growing season will not allow đúng không? Không cho phép những cái cây ở vùng ôn đới này có thể take up more carbon dioxide. Đúng chưa? Vâng, như vậy câu này đáp án chính xác ta sẽ là baby. Tiếp. Thế từ dây ở đoạn số 1 là gì? Lá. Hay là cái mùa trồng cây? Hay là những cái cây? Hay là 6 ngày? Thông tin ở đâu đây ạ? Vâng, đáp án sẽ là gì đấy cả lớp? Mạnh dạn lên, mạnh dạn lên, mạnh dạn lên. Đáp án đây, chính xác luôn. Mình đọc cái câu đấy cho cô đi ạ. Đọc cả câu đấy cho cô đi ạ. Rồi. Tất cả cái study từ cái chỗ dây study nhá. Cái nghiên cứu, đúng không? Mô hình dự đoán nghiên cứu cho thấy rằng vào năm 2010, khi mùa sinh trưởng của cây được dự kiến kéo dài từ 22 đến 34 ngày, thì những cái lá sẽ rụng sớm hơn, đúng không ạ? Giữa 3 đến 6 ngày so với hiện tại mà chúng gì nhỉ, rụng, đúng không? Và chúng đây chính là cái lá rồi. Câu số 42 từ prospect này cô dịch cho cả lớp là gì đấy cả lớp? Là triển vọng, là những cái mà khả năng có thể xảy ra, đúng không? Thì revolution là cải cách, là cách mạng. Responsibility là trách nhiệm. Relation là những cái mối quan hệ. Và possibility chính là khả năng. Đáp án sẽ là đáp án Daddy possibility. Câu số 43, cái nào dưới đây không phải là sự thật? Căn cứ theo đoạn văn. Đoạn văn đi nhá. Câu 43 nhá. Câu 41 là à 42 là đi được chưa? Tiếp này. Ở đây là những cái gì đẹp? Mùa sinh trưởng có thể kéo dài hơn từ 22 đến 34 ngày, đúng chưa? Đúng, và đúng rồi, mình đã tìm câu gì? Không đúng. Thực vật có thể phát triển lâu hơn trong điều kiện khí hậu ấm lên. Tiếp. Câu C là Andeo sẽ không bao giờ rụng lá. Đây là tên riêng, tí mình tìm tên riêng luôn. Và có đây là một số cây sẽ rụng lá vào thời điểm hiện tại. Nào cái từ Andeo này ở đoạn nào đấy? Đoạn 3. Người ta nói là một vài cái cây có thể nhận nitơ từ không khí, chứ người ta có nói là nó không bao giờ rụng lá đâu. Không, con này C, C, C luôn. Rồi, tiếp. Concept, cái bối cảnh của Ukraine là một đất nước được sinh ra, đúng không? Ở cái đất nước này hôm trước là trước vì chiến tranh này, đúng không? Đúng không? Yes, quê hương của bạn thân của cô. Bạn thân của cô người nước ngoài, ở đấy. Ở cái đợt mà bị Ukraine nó kiểu nó bị khủng hoảng luôn ấy. Không về được nhà mà cũng không về được nhà mà cũng chẳng phải được gì luôn, khổ thật sự. Nó một là cái powerful state, là một cái bang rất là mạnh đúng không ạ, và nó được trị vì đúng không ạ, bởi territory là những cái lãnh thổ đúng không ạ, của Ukraine hiện đại trong suốt thế kỷ thứ 19 đến thế kỷ thứ 13. Và sau đó là cái ngôn ngữ của Ukraine này nó như thế nào, được phát triển, được tiến hóa từ ngôn ngữ nào. Sau đó là ở những ngày hiện đại thì Ukraine đã được hình thành vào năm bao nhiêu, đúng không? Khi mà Liên Xô Nga đã dissolve, đây nghĩa là gì? Tan rã. Yes. Tí nữa người ta nói sao buồn cười nhỉ? Chưa gì đã nhảy nhảy nhanh thế. Cho nên là Ukraine đã tuyên bố làm cái quốc gia thì đấy ạ, độc lập. Sau đó nợ số 3 là người ta nói ngày hôm nay thì Ukraine thì vẫn còn đang struggling, tức là đang phải chiến đấu, đúng không ạ? Để có thể thì hòa thuận với lại một hòa hợp với một số những cái nền kinh tế phát triển ở thị trường. Và tiếp là một phần là bởi vì những cái thì nhỉ, mối quan hệ đúng không ạ, nguồn với Moscow, cho nên Ukraine đang tìm kiếm phương Tây để cho việc đầu tư thương mại và những tầm ảnh hưởng của nó. Vậy theo các bạn thì đâu sẽ là cái nội dung chính để nói về cái chủ đề của cái này ạ? Thứ nhất là trading partner. Trading partner là cái gì? Là đối tác thương mại và những cái ảnh hưởng từ phương Tây. Trading là thương mại nhé, đối tác thương mại và những ảnh hưởng từ phương Tây. Cái thứ hai là những vết sẹo từ thời dưới sự cai trị của Liên Xô, thấy không? Những vết sẹo hay nói cái khác là kiểu những cái thiệt hại ấy, đấy kiểu nghe nó vết sẹo, nghe nó kiểu văn học thế nhỉ, để lại đúng không, những cái gì còn sót lại đấy. Tiếp, bạn biết gì về Ukraine? Và Ukraine có gì ở ngôn ngữ Ukraine thật là thú vị. Thế là 100% là đều là thông tin đúng không ạ? Về Ukraine thì nó sẽ là gì? Gì? Nào tiếp, số 45 ạ, thì dissolve nó là gì? Như lúc nãy cô ấy bảo các bạn nó là kiểu gọi là giải thể tan rã đúng không?
Đáp án A disappear là biến mất. Đáp B interrupted là hội nhập. Đáp C nourish là phát triển. À, có đứa nào là hình thành cái câu đáp án rồi đấy. Đáp án D xuất là thành công. Đáp án đây. Này. Được chưa? Khi Liên Xô bị tan rã đúng không? Và Ukraine tuyên bố là mình một đất nước quốc gia độc lập. Được chưa? Tiếp tục này. Câu tiếp theo. Hay quá. Câu 46. Căn cứ theo đoạn số 1 thì cái bang ở Kiamaras này nó như thế nào? Đoạn 1 thì có nó tìm cái tí theo cái tên riêng này như thế nào nha. Thứ nhất, đáp án này nó có ngôn ngữ không liên quan đến Ukraine. Thứ hai, nó thực hiện một số đấu thầu nhất cho độc lập. Ba, nó là quốc gia sinh ra từ Ukraine. Và đáp án D, nó cai trị lãnh thổ Ukraine từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 13. Đáp án không thể động đoạn 1, quay lại đoạn 1 nhìn nào. Đúng rồi, dòng số 2 của đoạn số 1. Chính xác luôn. Qua là đẳng cấp, bởi vì territory chính là lãnh thổ mà. Lãnh thổ chính là cái việc nó cai trị của nó. Tiếp tục này. Câu số 47 từ dắt đoạn 1 đề cập cái gì? Thứ nhất là ngôn ngữ của Ukraine. Thứ hai là cái việc sử dụng cái từ Ukraine. Thứ ba là thời gian đúng không? Của cái bang này. Và thứ tư là những cái ngôn ngữ ở Trung Đông cũ này. Thì các bạn tìm thấy từ dắt ở trên đoạn 1. Đó, xem nó là cái gì. Đọc thôi, cái này mình đọc. Thường là đại quân sẽ đổ đấy. Đúng không ạ? Thì nó sẽ ngay sau cái danh từ mà nó ổ gì? Bổ nghĩa đúng không ạ? Cho nên là cái tiếng Ukraine phát triển từ ngôn ngữ Đông Slavơ cổ được nói vào thời Kievan, như vậy là cái từ giáp sẽ thay cho từ ngôn ngữ Đông Slavơ cổ đứng ngay sau mà tôi đưa bổ nghĩa. Đáp án đen đi. Số 48 ạ, từ consistent ở trong đoạn số 3 thì cần nghĩa với lại từ gì? Từ consistent của chúng ta ở đây có nghĩa là gì ạ? Là ổn định đúng không? Ngày hôm nay thì Ukraine vẫn còn đang đấu tranh đúng không? Để có thể phù hợp với nền kinh tế hiện tại, mặc dù là cái tốc độ phát triển kinh tế khá là ổn định. Thì trong đây mình sẽ có những đáp án nào không? Mình thứ nhất mình có từ significant là quan trọng. Steady của chúng ta chính là ổn định. Dramatic là kịch tính. Dramatic là kịch tính và unstable là không ổn định. Đáp án của mình sẽ là B, steady. Câu số 49. Điều nào sau đây không đúng theo đoạn văn? Thứ nhất là chưa đâu. Thảm họa đúng không ạ? Chernobyl này là một cái explosion, là cái kiểu như là bùng nổ đúng không? Của cái một cái trạm mà hạt nhân. Cái thứ hai là cô đi con này. Cái thứ hai là Ukraine đã tìm kiếm các đối tượng thương mại và ảnh hưởng phương Tây. Câu C là Ukraine phụ thuộc vào Nga về năng lượng. Và câu D là Ukraine được thành lập vào năm 1991 khi Liên Xô củng cố vị trí của mình. Các bạn ơi, khi mà làm những cái bài này này thì tất cả những cái gì nó tên riêng và năm cái thứ tên đầu tiên để mình loại. Thế các bạn thấy là cái năm 1991 thì các bạn thấy có phải là Liên Xô nó thành lập không? Mà Liên Xô nó là sao? Nó tan rã cơ mà. Đúng không? Nhưng mà câu này sẽ phải đáp án gì à? Em đi đấy thôi. Thế còn là cái cách mình làm mình đỡ tốn thời gian rất là nhiều câu, thì mình cứ tên riêng và số mình sẽ bê trước đúng không ạ? Vậy cái nào dưới đây có thể rút ra được từ đoạn văn? Thứ nhất là cái từ scar là vết sẹo đấy, nó là vết sẹo đấy, là những cái mà kiểu nó tổn thương những con cái nó còn sót lại ấy, đúng không ạ? Những cái vết sẹo từ thời Liên Xô đã ngăn cản Ukraine phát triển. Thứ hai là Ukraine đã sớm đạt được nền kinh tế thị trường từ lâu. Có thể là Ukraine có thể gia nhập EU sớm hơn năm 2015 nếu không có quan hệ với Nga. Và câu đi là Ukraine có lịch sử phát triển lâu đời với mối quan hệ thân thiết nhưng không ổn định với Nga. Thì các bạn thấy không? Từ đầu đến cuối là người ta đều nói về cái gì? Mối quan hệ của Ukraine với gì đấy? Với Nga đúng không? Vậy bạn sẽ là gì? Yes, đẹp đi. Vâng, đẹp đi.